chào các bạn. Top Nghe Nhìn hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng mà rất hữu ích trong cuộc sống của chúng ta. Ai đã từng trải qua cái nỗi khổ chờ người thân khi đi máy bay, đón tại sân bay thì sẽ cái ứng dụng này rất là hữu ích. Mình cũng đã từng chờ người thân 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ ở sân bay. Và mình đã phát hiện có một cái ứng dụng này khá là hay, và nó cũng đã có lâu rồi, nhưng mà bây giờ mình mới thấy thì mình cũng giới thiệu cho các bạn, những cái bạn mà chưa biết. Thì cái phần mềm này có tên là Flyradar, nó cũng đã có lâu rồi, nó có trên hệ điều hành iOS hoặc là Android đều có thể tải về được. Các bạn vào App Store này, các bạn gõ cái từ khóa là Flyradar là nó từ khóa như thế này, thì các bạn nhấp vào thì nó là cái ứng dụng Flyradar 24 này, thì các bạn cài đặt nó, và mình khi mình cài đặt xong thì mình sẽ mở nó lên, thì nó sẽ có cái giao diện là tất cả các chuyến bay trên thế giới đều hiện ở đây. Đó. Và Việt Nam mình cũng có luôn nè các bạn ha. Việt Nam mình cũng có luôn. Thì trong này tất cả chuyến bay nó xài hệ định vị toàn cầu á, cho nên là nó báo về liên tục các hành trình bay. Thì cái sân bay Tân Sơn Nhất nè, lúc đó mình sẽ nhìn thấy nè, đó có những chiếc máy bay nó đang cất cánh nè, và những cái chuyến bay đang hạ cánh. Chuyến bay nó hạ cánh thì nó sẽ đi vào các nội trong khu vực của cảng, là nó đều thể hiện ở đây hết. Thì giả sử như người thân của mình mà đi trên chuyến bay nào á, thì mình sẽ muốn biết được là cái chuyến bay đó nó đã khởi hành chưa, hoặc là nó đã bay tới đâu rồi, thì mình chỉ cần mình theo dõi giờ bay và mình sẽ chọn cái chuyến bay của mình, thì mình sẽ biết được là trên này nó có chuyến bay nè. Thì nó thể hiện được là chuyến bay này đi đâu. Hiện tại đây là đang đi ở thành phố Hồ Chí Minh và đi tới đáp ở Đà Nẵng nè. Thì mình chỉ cần zoom lại cái đồng hồ là mình sẽ biết được chuyến bay nó bay như thế nào. Thì hiện tại là nó chưa có cất cánh. Nó cất cánh lúc 12:30. Đó. Nhưng có thể vì một số trục trặc gì đó thì bây giờ nó mới ra đường băng thôi. Tức là nó đã đi trễ hết hơn 15 phút. Thì bây giờ nó đã ra đường băng, nó đứng rồi nè. Không, các bạn thấy không? Thì mình sẽ biết được rằng là cái chuyến bay của mình nó đang cất cánh muộn 15 phút. Thì đó, và nó cũng thể hiện ở trên đây đoạn đường km đi nè, 601 km bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng. Đó. Và chuyến bay nó là Airbus A320-214, đó là mã hiệu nè, VNA691. Thì mình sẽ coi được hết đây. Và ở trên này khi mà nó máy bay nó cất cánh á, thì nó sẽ hiện cái độ cao của máy bay là ở đây, và mình sẽ thấy được tất cả. Và cái ứng dụng này nó tương đối là rất là thích hợp cho mọi người, và mình thấy nó hữu ích, cho nên mình cũng giới thiệu qua các người, vì mình cũng có rất là nhiều người thân đi máy bay. Và thứ nhất là mình lo về cái an toàn, thứ hai là mình coi được cái giờ bay và cái giờ hạ cánh, và mình biết được nó trên quá trình bay. Giả sử như cái chiếc máy bay này nè, nó đang bay nè, mọi người thấy không, thì nó đang bay, nó đang di chuyển nè. Thì mình muốn coi chiếc máy bay này là chiếc máy bay gì thì mình sẽ nhấp vào, thì nó là Vietnam Airlines bay từ Bangkok về thành phố Hồ Chí Minh nè. Và hình ảnh của chiếc máy bay đều có luôn. Cái ứng dụng này là nó khá là hay và nó phong phú, thích hợp cho những người mà săn ảnh máy bay nữa. Giả sử như mình có mấy người bạn họ săn ảnh máy bay, họ đứng ở trên các tòa nhà cao tầng á, họ săn ảnh máy bay, thì họ biết được là cái máy bay này nó sắp hạ cánh, và nó có những cái chuyến bay rất là lạ. Thì những cái chuyến bay lớn thì mình sẽ tìm những cái chiếc máy bay lớn nè. Các bạn coi là những chiếc máy bay hai cánh quạt. Đây, như chiếc máy bay này là chiếc máy bay hai cánh quạt này, nó lớn thì mình sẽ biết được. Đó, chiếc này nó đi từ Doha về Hồ Chí Minh, và nó đang bay trên bầu trời đó, là mình sẽ biết được.
nó hiện tại nó đang bay 37.000 feet nè, và bắt đầu nó có hiện tượng hạ cánh nè, thì nó sắp tới Hồ Chí Minh mình rồi. Nó hạ cánh từ ở bên Bông Bên là bắt đầu nó hạ cánh xuống, là bắt đầu nó đã giảm độ cao. Đó. Tốc độ của máy bay nó bay là 478 km/h này. Đó. Và nhiệt độ hiện tại nó cũng có thể hiện trên này luôn. Radar nó báo giờ liên tục. Đây là phần mềm mình coi ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng thậm chí là tất cả những cái ứng dụng đều có thể mình coi được tất cả các chuyến bay trên thế giới, thậm chí là bên Mỹ nó đều có đề báo về hết. Và những chuyến bay nó bay thật sự là mình nhìn ở trên này mình sẽ thấy nó bay rất là có đường có nét, nó bay không bao giờ mà bay lộn hết, nó bay rất là thẳng hàng. Đó, nó có đường đi của Hawaii nè, hiện tại các chuyến bay ở Hawaii nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, khá là cũng rất là nhiều đó. Và các bạn coi được tất cả các nơi trên thế giới và tất cả các chuyến bay trên thế giới hiện tại đang bay trong vào thời điểm mình đang online với các bạn. Nhưng mà đặc biệt mình cũng có một cái mình rất là thích, đó là như Triều Tiên ha. Mình ghé Triều Tiên nè. Đó, Triều Tiên. À, tất cả các chuyến bay ở Triều Tiên là không có. Từ khi mà Seoul với Triều Tiên bắt tay hòa giải á, tức là đàm phán á, thì mới có được một cái chuyến bay bay từ ở bay ngang của Bình Nhưỡng thôi. Chứ hầu như hồi trước giờ không có chuyến bay nào bay trên bầu trời Bình Nhưỡng cả. Đó. Là tức là các chuyến bay Hàn Quốc là không có. Thì mình cũng giới thiệu sơ cho các bạn qua cái ứng dụng Flyradar 24 này, thì nó là một cái ứng dụng hữu ích. Các bạn hãy download về để theo dõi cái hành trình bay của người thân của mình và hành trình bay của những người mà mình quen biết, để mình có thể đón họ hoặc là mình coi thử họ đã đi tới đâu rồi. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like cho mình nhé. Cảm ơn các bạn.